Xin chào anh em. Trên tay tôi đang là một cái hóa đơn của anh Tùng Dược Sĩ ở Hà Nội. Đây là sản cho anh Tùng nhá. Nhẫn mãng xà. Dọn đưa nhẫn mãng xà đây. Có mãng xà. Đưa cả cái này đi. Còn gì nữa không? Cô giáo vào đây chơi. Mày cứ trêu cô giáo. Đây em giáo viên ở con trai tôi. Rất xinh gái. Anh đang quay phim lên trên cái YouTube. Bi ơi. Bi lên nhà đây con. Ở đây anh Tùng sử dụng một cái thiết kế hai cái mãng xà. Đây anh chị nhìn hai cái mãng xà 3D luôn anh chị nhá. Thế nhưng điều đặc biệt ở cái sản phẩm này không phải là từ thiết kế nhẫn anh chị ạ. Đây tôi quay cho anh chị xem, đây hai cái mãng xà nhá. Mãng xà thì khá đẹp rồi, chất lượng cao rồi, lót lòng chữ phúc, thông phúc thiên bảo rồi, những cái thông tin anh chị hay gặp. Nhưng quan trọng nhất, sản phẩm này đặc biệt nhất ở viên đá. Thì đây là một cái viên sapphire xanh. Xanh dương anh chị nhá, và rất là trong. Cái dòng đá này thì sẽ là sản phẩm của Phan Thiết Việt Nam. Thì anh chị biết rồi, sapphire thì rất nhiều tỉnh có, rất nhiều nơi có, thế giới rất nhiều nơi có. Nhưng mà Phan Thiết Việt Nam cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể khai thác ra những cái viên rất là đẳng cấp và rất cao. Thì tôi cũng không rõ là cái viên đá này, anh khách hàng, anh ấy, Tiến sinh chắc sinh 89. Đấy, Tiến sinh là 89. Và có thiết kế con rắn ở đây, là tuổi Tỵ nhá. Thì không biết là Tiến mua viên đá này bao nhiêu tiền, thì tôi nghĩ là cũng khá là cao. Tại vì đây là viên đá rất là trong, chất lượng rất là lớn, rất là cao, đẹp thực sự đấy. Và theo cái mệnh tuổi thì tuổi Tý này, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, thì tại Tahi Game chúng tôi đã sản xuất qua tất cả những con linh vật đấy rồi. Và anh chị có thể tham khảo thêm trên website nhé. Và ở đây thì chúng ta có con rắn. Ở đây chúng ta lại có, tôi đang cầm một cái nhẫn con trâu. Anh chị nhìn này, đấy là tuổi 85 nhá. Thì tất cả đều sản xuất rồi. Và cái sản phẩm này thì cũng rất là hợp lý. Bạn Tùng là dược sĩ sinh năm 89. Và cái biểu tượng ngành dược cũng là con rắn anh chị nhá. Con rắn biểu tượng ngành dược. Rồi chúng ta hãy cùng theo dõi bản thiết kế chi tiết và bản 3D trong những cái đoạn video phía sau mà bạn Hải và mình vào chuẩn bị nhá. Chúng ta sẽ gặp với nhau trong các chương trình tiếp theo của Biên Vàng Tài Phạm. Và tôi Tài Phạm xin chào anh chị.